77 nhân 8 trong năm qua để được trực tiếp nghe lãnh đạo tỉnh cho biết một số thông tin về sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà và để chúc mừng những người con Phú Yên đã phấn đấu tiến bộ trưởng thành trong năm vừa qua.